Xin chào quý bậc phụ huynh và tất cả các em học sinh thân mến. Cô là Phan Thị Ý Nhi, đến từ trường tiểu học Vĩ Dạ. Hôm nay rất vui khi được đồng hành cùng quý phụ huynh và các em học sinh trong kênh dạy học trên truyền hình của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế, phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế. Để học tốt bài học ngày hôm nay, các em cần kiểm tra lại các đồ dùng học tập trong bộ môn toán. Nào, các em hãy thực hiện kiểm tra đồ dùng học tập cùng bộ mẹ của mình. À, bây giờ chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay thôi. Đầu tiên, cô mời các em quan sát bức tranh sau và chia sẻ cho bố mẹ mình nghe em thấy gì trong bức tranh này nào. À, các em thấy đây là bức tranh về về trường học có các bạn học sinh đang chơi ở sân trường. Trò chơi mà các bạn đang chơi đó là trò chơi xếp số đây cũng là một trò chơi rất hay đúng không nào? Các em có thể chơi trò chơi này cùng bố mẹ của mình vào sau tiết học này đấy. Bây giờ các em hãy cho cô biết chúng ta đã học những số nào? À, các em đã được học các số từ 0 đến 100. Cô mời các em cùng quan sát. Đây là bảng các số từ 1 đến 100. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đến với cách so sánh các số trong phạm vi 100. Vậy bài mới ngày hôm nay của chúng ta là so sánh các số trong phạm vi 100. Mời các em nhắc lại tên đề bài cung cố. So sánh các số trong phạm vi 100. Tốt lắm. Cô xin giới thiệu với các em. Tiết học ngày hôm nay của chúng ta có sự đồng hành của hai bạn nhỏ đó là bạn voi con và bạn cừu con nữa đấy các em có vui không nào à cô tin rằng tiết học có sự đồng hành của các bạn các em sẽ vui và thích thú hơn vậy mục tiêu của bài này chúng ta cần đạt được đó là so sánh được các số có hai chữ số thực hành vận dụng so sánh trong tình huống thực tiễn và phát triển các năng lực toán học bây giờ cô mời các em cùng quan sát lên màn hình trên màn hình của cô là dãy số từ 1 đến 30. Các em hãy chú ý vào cách sắp xếp và vị trí của các số. Cô mời các em nhận xét vị trí của số 3 và số 8, chia sẻ nhận xét của mình cho bố mẹ nghe nào. À, bây giờ các em hãy thử lắng nghe. Nhân sẻ của cô và bằng voi, bằng voi nói như nào? À, Bạn nói rằng, bạn thấy, 3 đứng trước 8. Bằng nói là, 3 bẻ hơn 8. Khi viết, 3 bẻ hơn 8. con bằng cư thì nói gì? À, Bạn nói, 8 đứng sau 3. Bằng nói là, 8 lớn hơn 3. Viết, 8 lớn hơn 3. Như vậy, chúng ta thấy, bằng voi và bằng cư có cách nói khác nhau. Nhưng cả hai cách này đều đúng và bạn cũng đã biết đúng nữa đấy. Bây giờ, tương tự như vậy, các em hãy nhận xét cho cô vị trí của số 14 và số 17. Nào, chúng ta cùng kiểm tra nhé. Chúng ta thấy 14 đứng trước 17. Ta nói 14 bé hơn 17 viết 14, bé hơn 17. Bằng cưu nói, 17 đứng sau 14, 17 lớn hơn 14, viết 17 lớn hơn 14. Như vậy, hai bạn đã nói đúng và việc đúng rồi đấy. Bây giờ, tương tự các em hãy nhận xét vị trí của số 22 và 29.

hai bạn đã nói đúng và việc đúng rồi đấy. Như vậy là cô vừa hướng dẫn các em so sánh các số từ 1 đến 30. Bây giờ chúng ta cùng đến với dạy số tiếp theo. Cô có dạy số từ 31 đến 60. Ở dạy số này, các em hãy chú ý cách sắp xếp và vị trí của các số. Nhân xét vị trí của số 42 và 47 Hãy chia sẻ nhận xét của mình cho bố mẹ và người thân của mình nghe nào. Bây giờ, cô mời các em cùng kiểm tra với cô. Bằng voi nói gì nào? À, bằng voi thấy số 42 đứng trước số 47. Bằng nói là 42 bé hơn 47. Viết 42 bé hơn 47. Còn bàn cừu lại chia sẻ kết quả của mình. 47 đứng sau 42. 47 lớn hơn 42. Bàn Việt là 47 lớn hơn 42. Như vậy, cả hai bàn đã nói đúng và việc đúng rồi đấy các em à. Cô cũng tuyên dương những bàn có nhận xét đúng giống hai bàn. Và vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau so sánh các số trong dãy số từ 31 đến 60. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với dãy số tiếp theo. Trên màn hình, cô có dạy số 61 đến 100. Các em hãy chú ý vào vị trí của các số trong dãy số này và nhận xét vị trí của số 62 và số 67. Hãy chia sẻ nhận xét của mình cho bố mẹ và người thân của mình nghe nào. À, cùng kiểm tra với cô và hai bạn nhé. Bạn voi thấy 62 đứng trước 67. Bạn nói là 62 bé hơn 67. Viết 62 bé hơn 67. Còn bạn cư thì thấy rằng 67 đứng sau 62. Bạn nói 67 lớn hơn 62. Và bạn viết 67 lớn hơn 62. Như vậy là bàn voi và bàn cừu dù cách nói khác nhau nhưng các bạn đều thấy đúng, nói đúng và việc đúng rồi đấy các em ạ. À. Vậy là vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau so sánh các số trong phạm vi 100. Bây giờ các em chú ý cho cô. Trong dãy số từ 1 đến 100, chúng ta thấy số đứng trước bé hơn số đứng sau. Hay nói cách khác, Số đứng sau lớn hơn số đứng trước. Đây cũng là kết luận mà các em cần nhớ trong bài học ngày hôm nay. Để giúp các em khắc sâu hơn kiến thức của bài thì bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng đi vào phần luyện tập thực hành. Bài số 1. A. Điền số thích hợp vào ô trống. B. Điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. Ở bài 1A, các em chú ý cho cô yêu cầu điền số thích hợp vào ô trống. Chúng ta có dạy số bắt đầu từ 7 và kết thúc bằng 20. Nhiệm vụ của các em đó là tìm các số thích hợp điền vào các ô trống có dấu chấm hỏi. Bây giờ cô mời các em cùng quan sát kỹ dạy số. Nghe cô hướng dẫn. 7, 8, vậy đứng sau 8 sẽ là số mấy nào? À, đó là số 9. Tương tự như vậy, em hãy thực hiện điền các số còn lại và nói cho bố mẹ của mình nghe để bố mẹ nhận xét cho chúng mình nhé. Thời gian làm bài cho các em bắt đầu. Bây giờ hãy cùng kiểm tra với cô nào. Như vậy, 7, 8, 9 thì đứng 69 9 sẽ là 10, 11, sau 11 sẽ lá, 12, 13, 14, à, 15, 16, 17. Số căng điên tiếp theo là 18, 19, 20. Như vậy, cô trò chúng mình đã cùng nhau điên các số vào các ô trống và lập được dạy số từ 7 đến 20. Cô mời các em cùng nhắc lại dạy số với cô một lần nữa nào. 7, 8, 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Tốt lắm. Bây giờ chúng ta cùng đến với bài tập B. Điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng vào các ô trống. Các em chú ý, ở bài tập B chúng ta có 4 bài tập nhỏ. Ở bài tập đầu tiên, chúng ta sẽ so sánh hai số 11 và 18. Vậy 11 như thế nào với 18? À, các em có thể vận dụng bài tập A chúng ta thấy. Chúng ta thấy rằng 18 đứng sau 11. Ta nói 11 bé hơn 18, ở đây cô điền dấu bé. Tương tự như vậy, các em hãy thực hiện các bài tập còn lại cùng bố mẹ của mình nào. À, bây giờ hãy cùng kiểm tra với cô. Chúng ta có cặp tiếp theo, 15 như thế nào với 13? Các em thấy, 15 đứng sau 13. Ta nói 15 lớn hơn 13, ở đây chúng ta sẽ điền dấu lớn. 16 như thế nào với 20? À, chúng ta thấy, 16 đứng trước 20. Ta nói 16 bé hơn 20, chúng ta sẽ điền dấu bé cặp cuối cùng à 11 đứng sau 9 như vậy ta nói 11 lớn hơn 9 chúng ta điến dấu lớn bây giờ cả em hãy đọc lại kết quả của bài tập 1B cùng cô một lần nữa nào 11 bé hơn 18 15 lớn hơn 13 16 bé hơn 20 11 lớn hơn 9 Cô có lời khen dành cho những bạn đã thực hiện đúng bài tập 1. Bây giờ chúng ta cùng đến với bài tập số 2. Tương tự bài tập số 1, ở bài tập số 2 chúng ta cũng có hai câu. A. Điền số thích hợp vào ô trống. B. Điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. Nhiệm vụ của các em ở câu A. Điền số thích hợp vào các ô trống có dấu chấm hỏi. Ở đây, các em chú ý, trong dãy số này xuất hiện các số 10, 20, 40, 80 là những số tròn trục. Vậy thì các số còn lại cần điền cũng sẽ là những số tròn trục. Chẳng hạn 10, 20. Vậy thì số tròn trục tiếp theo chúng ta cần điền là số mấy nào? À, đúng rồi, đó là số 30. Tương tự như vậy, các em hãy thực hiện điền các số còn lại và nói cho bố mẹ, người thân của mình nghe nhé. Bây giờ, cô mời các em cùng kiểm tra kết quả với cô nào Chúng ta cùng liên tiếp. 40 50 60 70 80 Sau số 80 sẽ là À, 90 cuối cùng chúng ta sẽ có 100. Vậy là các em đã điền được các dãy số từ 10 đến 100. Bây giờ hãy cùng nhắc lại cùng với cô nào. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Tốt lắm, cô có lời khen dành cho những bạn đã điền và đọc tốt dãy số này. Bây giờ, cô trò mình sẽ bước sang bài tập B. Điền dấu lớn, dấu bé, dấu băng vào các ô trống có dấu chậm hỏi. Cặp số đầu tiên mà chúng ta cần so sánh đó là 20 và 40. Chúng ta chú ý cho cô, chúng đã, ta đang thực hiện so sánh các số tròn trục. Và dựa vào dạy số vừa lập thì chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy. 20 đứng trước 40. Ta nói... 20 bé hơn 40. Ở đây chúng ta sẽ điền dấu bé. Tương tự như vậy, các em hãy so sánh các cặp còn lại và nói cho bố mẹ mình nghe kết quả nào. Bây giờ hãy cùng kiểm tra với cô. Chúng ta có cặp tiếp theo. Số 30 như thế nào với số 70? À, chúng ta thấy 30 đứng trước 70. Ta nói 30 bé hơn 70. Viết dấu bé. 90 như thế nào với 50? À, ta thấy 90 đứng sau 50. Ta nói 90 lớn hơn 50. Ở đây chúng ta sẽ điền dấu lớn. Cặp cuối cùng. 60 như thế nào với 60? À, cô thấy tin chắc rằng bạn nào cũng sẽ trả lời được bài này. Hai số giống nhau thì chúng ta sẽ điền dấu, dấu bằng. Vậy vừa rồi các em đã thực hiện tốt bài tập 1B. Bây giờ hãy cùng đọc lại kết quả bài tập này cùng cố một lần nữa nào. 20 bé hơn 40 30 bé hơn 70 90 lớn hơn 50 60 bằng 60 Tốt lắm! Cô có lời khen dành cho những bạn đã thực hiện đúng bài tập số 2 Bây giờ cô trò chúng mình cùng bước sang bài tập 3 Tương tự như bài tập 1 và 2 Bài tập số 3 chúng ta cũng có hai câu A. À, Điền số thích hợp vào ô trống B, Điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. Ở câu A, điền số thích hợp vào ô trống. Chúng ta có dãy số từ 53 đến 67. Nhiệm vụ của các em đó là tìm những số thích hợp còn thiếu ở các dấu chấm hỏi và điền vào đó. Ở đây có ví dụ, 53, 54, vậy số tiếp theo chúng ta cần điền sẽ là 55. Tương tự như vậy, các em hãy điền các số còn lại và nói to cho bố mẹ mình nghe để bố mẹ nhận xét cho chúng mình nhé. Nào, hãy cùng kiểm tra lại với cô. Đứng sau 59 sẽ là 60, 61,

Các em dễ dàng quan sát thấy hai số này đứng cạnh nhau, nhưng chúng ta cũng có thể thấy là 56 đứng trước 57. Ta nói 56 bé hơn 57, cô điền dấu bé. Tương tự như vậy, các em hãy thực hiện các bài tập còn lại và nhờ bố mẹ kiểm tra giúp chúng mình nhé. Nào, Hãy cùng kiểm tra lại với cô. 66 như thế nào với 60? Chúng ta thấy 66 đứng sau 60. Ta nói 66 lớn hơn 60. Ở đây chúng ta sẽ điên dấu, dấu lớn. 63 như thế nào với 63? À, câu này rất dễ đúng không nào? Hai số giống nhau chúng ta sẽ điên dấu, dấu bằng. 62 như thế nào với 59? À, chúng ta thấy 62 đứng sau 59. Ta nói 62 lớn hơn 59. Ở đây các em sẽ điên dấu gì nào? À, đó là dấu lớn. Như vậy là các em đã hoàn thành xong bài tập 3B. Bây giờ hãy cùng đọc lại kết quả với cô một lần nữa nào. 56 bé hơn 57. 66 lớn hơn 60. 63 bằng 63. 62 lần hơn 59. Cô có lời khen dành cho những bạn đã thực hiện đúng nội dung bài tập số 3. Bây giờ chúng ta cùng nhau vận dụng để làm tiếp bài tập số 4. Ở bài tập số 4, cô mời các em quan sát bức tranh sau. Hãy quan sát tranh và chia sẻ với bố mẹ của mình, em thấy gì trong bức tranh này nào? À, các em thấy trong bức tranh là ba bạn nhỏ, lần lượt là bạn Mai, bạn Nam và bạn Lan. Các em có thấy trên tay của các bạn đang cầm những bó hoa rất đẹp đúng không nào? Vậy thì nhiệm vụ của các em đó là xem tranh rồi trả lời câu hỏi. Có hai câu hỏi dành cho tất cả các em. A. À, bỏ hoa của bạn nào có nhiều bông hoa nhất? B. Bỏ hoa của bạn nào có ít bông hoa nhất? Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy đếm số bông hoa trên mỗi bỏ hoa của mỗi bạn. Nào, hãy cùng kiểm tra với cô. Chúng ta cùng đếm bỏ hoa đầu tiên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Vậy bỏ hoa của bạn Mai có 13 bông hoa Tiếp tục bỏ hoa của bạn Nam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 Vậy bỏ hoa của bạn Nam có 14 bông hoa Còn bỏ hoa của bạn Lan thì sao? Một bỏ hoa màu đỏ rất đẹp đúng không nào? Chúng ta cùng đếm nhé! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Vậy bỏ hoa của bạn Lan có 15 bông hoa Để trả lời được câu hỏi AB thì các em sẽ tiến hành so sánh 3 số 13, 14 và 15 Vậy các em hãy trả lời to Xem bỏ hoa của bạn nào có nhiều bông hoa nhất. À, chúng ta thấy, trong ba số, 13, 14, 15, thì số 15 là số lớn nhất, cũng là số đứng sau cùng. Vậy thì, số 15 cũng tương ứng với bỏ hoa của bạn Lan. Như vậy, bỏ hoa của bạn Lan sẽ có nhiều bông hoa nhất. Tương tự như vậy, các em hãy trả lời to. Bỏ hoa của bạn nào có ít bông hoa nhất? À, các em thấy 13, 14, 15 Chúng ta thấy số 13 là số bé nhất trong ba số và là số đứng trước Tương ứng với số bông hoa trên bỏ hoa của bàn mai Như vậy, bỏ hoa của bàn mai sẽ có ít bông hoa nhất Cô có lời khen dành cho những bạn đã thực hiện đúng bài tập số 4 Và cô tin chắc rằng các em cũng đã thực hiện đúng bài tập này bây giờ cô có một trò chơi muốn dành cho tất cả các em trò chơi có tên là đưa khỉ qua sông ở trò chơi này có một bạn khỉ muốn qua một con sông để qua được con sông bạn phải nhảy qua hai bậc tương ứng với cả hai câu hỏi các em có sẵn sàng giúp bạn không nào à cô tin rằng giúp đỡ người khác luôn mang lại niềm vui cho chúng ta bây giờ chúng ta hãy cùng giúp đỡ bạn nào Chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên, câu hỏi số 1. Điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng vào ô trống. 86 như thế nào với 68? Hãy nói to kết quả cho bố mẹ nghe nào. À, các em thấy 86 đứng sau 68. Ta nói 86 lớn hơn 68. Ta sẽ điền dấu lớn Cô tin rằng các bạn cũng đã trả lời đúng câu hỏi này. Việc các em trả lời đúng đã giúp bạn khỉ qua được bậc số 1 rồi đấy. Bây giờ chúng ta cùng đến với câu hỏi ở bậc số 2. Câu hỏi số 2. Điền số thích hợp vào ô trống. Cô có dạy số từ 45 đến 51. 45, 46, 47. Vậy số cân điền tiếp theo là số mấy nào? Hãy nói to cho bố mẹ và người thân của mình nghe nào. À, chúng ta thấy 45, 46, 47, số cân điên sẽ là 48, 49, 50, 51. Vậy là các em đã hoàn thiện được dạy số này rồi. Việc các em trả lời đúng giúp cho bạn khỉ đã qua được sông rồi đấy. Bạn gửi lời cảm ơn tất cả các em và cô cũng khen các em đã biết giúp đỡ và quan tâm đến những người bạn xung quanh mình các em ạ à, trong bài học ngày hôm nay các em đã được so sánh các số có hai chữ số và thực hành vận dụng so sánh số trong tình huống thực tiễn phát triển được các năng lực toán học như mô hình hóa tư duy và lập luận giao tiếp về nhà các em cố gắng tìm thêm các tình huống liên quan đến bài học và đừng quên chia sẻ với bố mẹ mình nhé tiết học của cô đến đây là hết rồi xin kính chào quý bậc phụ huynh và tất cả các em hẹn gặp lại ở các tiết học sau